Nghe anh ơi, anh cũng cho hỏi anh cũng sau cái khoản vay á mà mình đòi trả hết rồi phạt lãi 3.5, nhưng mà phạt thêm một cái gì là tất toán tất toán thiệt hại sao ta, mình chịu nổi nữa ta. Sao nó giờ tình gặp chưa? Chưa nè, đa số của khách em khoảng chừng đâu 2 năm người ta mới trả được không à. Dạ. Ba chấm năm hả? Chữ trời. Đợt 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 trước hình như mình gia cái 270 phải không ta? Em nhớ 270 phải không? Dạ. Sao không để lâu lâu nữa chứ phạt. Sao mà tại vì anh biết sao không, hồi trước đây á, trước đây đâu có ngân hàng VB Bank, giờ nó có rồi, giờ ngon hơn. Ngân hàng VB đúng rồi. Tiền đó tiền lấy tài sản ra, tại vì tài sản của anh á thế chấp ngân hàng thì ngân hàng nó đăng ký với bên nhà nước đó, thành thử ra là khi mà lấy về á thì thế nào là bên cũng bị phạt à, bên kia nó phạt ngân hàng á. VB Bank thì trước đây nó đâu có cái, nó không có phạt, lý do là tại lãi nó cao, lãi VB Bank năm đầu tiên của nó hồi đó nha là nó cỡ ra 10 chấm, còn mình thì còn bên này là 9.1 mà. Dạ, còn bây giờ VB Bank là căng quá. Thôi chịu khó anh ơi, để nếu mà mình thấy nó hơi tiếc thì cứ để thời gian đi hay rất tốt. Bảo hiểm thân xe thôi chứ đâu có bảo hiểm gì nữa đâu. Bảo hiểm thân xe thì mình chạy thì nó cũng bảo vệ mình thôi. Ủa, đợt xe của mình là mình mua bên hãng mà. Anh mua ở hãng nhưng mà anh làm ở ngoài cũng được chứ đâu phải bắt buộc anh vô hãng làm đâu. Đúng rồi, nếu anh mua hãng thì giờ anh mua xe của hãng rồi thì mình chỉ cần đưa số khung số máy là lụm luôn rồi, chứ đâu cần phải chụp hình rồi tùm lum tùm la rồi đâu. Thì bây giờ vậy nè, nếu như mà bển giờ nó khó khăn quá thì mình cứ trả đất luôn đi, rồi á cái xe này nếu mà mình cần vốn đâu nữa thì mình đi vay chỗ khác sau. Chứ hồi trước đây á nha, hồi trước đây có một mình ngân hàng đó là ngon nhất à. Bây giờ thấm gà là em giới thiệu khách qua bên VB không đó, nó lẹ 5 phút là xong rồi. Đúng rồi, đâu không cần chứng minh thu nhập gì trơn á, chỉ cần là chứng minh nhân dân, hộ khẩu với lại giấy đăng ký kết hôn mà lụm à. Dạ, mỗi thời điểm nó khác nhau anh. Dạ. Ok, cảm ơn mình nhiều nghe. Dạ. Town.
Trời buồn trời đổ cơn mưa. Cứu nó gì vậy? Our allies' town needs help.
Monster kill. This town needs help. Nghe anh Dũng ơi. Alo. Dạ. Khỏe anh. Đang hỏi thăm cái đang. Dạ. Cái bệnh mà mình tiếng thì quá nhiều đó, chừng nửa tiếng hồ à. Dạ. Dạ. Là cái bệnh này là bệnh mạnh gì nè. Để bệnh điện tử hả? Dạ, rồi coi thử đi anh. Dạ đúng rồi. Dạ. Double kill. Killing spree. Dominating. Double kill. Town needs help.
2 tháng anh ơi. Unstoppable.
bớt dịch chở bạn mình lên luôn. Monster kill.